Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ở video trước mình đã chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra được cái logo nó xoay 3D. Và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép hai cái logo đó thành một với một cái logo nó xoay được hai mặt nhá. Đó như video trước thì nó chỉ xoay được một mặt thôi, bây giờ mình sẽ ghép hai cái video đó lại thành một và xoay được hai mặt bằng ứng dụng Kinemaster này thì các bạn hãy tải ứng dụng kinemaster về và chúng ta tiến hành ghép bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn ta nhấn vào kinemaster tiếp theo ta nhấn vào tạo mới và ở cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách ghép với cái tỷ lệ 1:1 đó chính là tỷ lệ vuông thì bây giờ ta sẽ nhấn vào tỷ lệ 1:1 này và ta nhấn tạo nên bây giờ ta sẽ nhấn vào motion này ta nhấn vào thì đây chính là hai cái video đó hai cái video đó bây giờ ta sẽ chọn một trong hai cái nào cũng được ví dụ ta chọn cái uh, đầu tiên ta nhấn vào nhấn ok xong bây giờ ta đã có cái logo nó xoay này đây là một nhá một cái logo đầu tiên xoay với một mặt thôi nhá đây nó chỉ có một mặt thôi bây giờ làm sao để cho nó thành hai mặt khác nhau thì chúng ta làm như sau. Ta lại kéo về khi ta đã chọn được một cái logo rồi ta kéo về điểm đầu tiên. Đó, điểm đầu tiên. Tiếp theo ta nhấn vào phần lớp. Và ta nhấn vào dòng đầu tiên đa phương tiện. Tiếp theo ta lại chọn tới cái phần motioneer. Đây chính là cái logo thứ hai, ta nhấn vào. Và ta nhấn ok. Xong ta nhấn dấu tích về đây ta đã có cái logo thứ hai nhá bây giờ phải để cho cả hai cái logo này nó bằng cái tỷ lệ nhau thì chúng ta sẽ kéo sang cái phần này màn hình phân chia các bạn nhấn vào đây và chúng ta sẽ nhấn vào ô màu trắng nha nhấn ô màu trắng không hai cái logo này nó bằng nhau rồi tiếp theo cái này mới là quan trọng này để chúng ta cho hai cái logo này nó thành một thì chúng ta sẽ kéo đẩy ra ta lấy tay ta đẩy ra tới cái điểm giữa đó, khi cái logo này nó xoay đến cái điểm này chúng ta sẽ nhìn thấy cái điểm giữa của logo nha cái cạnh của logo nó đối diện trực trực diện vào cái 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 màn hình như này đó ta sẽ nhấn vào ta nhấn vào cái 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 video mà chúng ta cho thành lớp phủ đây cái logo bên trên và ta sẽ nhìn thấy cái kéo ở đây ta nhấn vào bây giờ ta sẽ cắt bên trái cắt bên trái đó thì bây giờ ta mở lên ta đã thấy được cái logo nó xoay thành hai mặt rồi này một cái này đó đến đây là mặt khác nhá tiếp theo này chúng ta lưu ý này đến cái đoạn tiếp theo lại tới cái điểm này đây, ta kéo tới cái điểm này đó chúng ta phải đẩy chuẩn nhá khi cái cạnh nó ra nó không được còn cái cái mờ đen đen này nữa nó phải 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 nằm ở điểm giữa. Đó, ví dụ như này, là ta lại nhấn vào cái video bên trên lớp phủ đây. Và ta lại nhấn phân chia. Lúc này ta sẽ không cắt đôi, à lúc này ta sẽ không cắt trái, không cắt phải mà ta cắt phân chia. Ta nhấn vào phân chia. Đó. Tiếp theo, ta lại đẩy vào. Đẩy vào. Đó, khi nào có cái điểm đây, chúng ta cứ căn tới cái điểm này là ta dừng lại. Và lúc này ta lại cắt bỏ đoạn đầu đi bằng cách ta cắt bên bên trái nha, đây này. Cắt bên trái. Và cứ như vậy ta cắt bao giờ hết video mà thôi. Ta cắt ở đây thì nó rất là dễ, không như cắt ở trong cái ứng dụng kia. Rồi, ta lại cắt đôi. Tiếp theo ta lại đẩy ra. Tới cái điểm đó và ta cắt. Tiếp theo ta lại đẩy vào. Cứ cắt đôi rồi lại cắt bên uh, bên trái cứ như vậy chúng ta lưu ý không được uh, chúng ta lưu ý là không được uh, được được dịch chuyển cái 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 video bên trên nhá rồi à, đây ta nhấn vào đây và ta nhấn vào cắt cắt phần chia và ta lại cắt bỏ cứ như vậy thôi thì bây giờ mình sẽ uh, cắt nốt cái đoạn này nhá đây đến đây cắt bỏ xong ví dụ như đến đây ta cắt bỏ đi Hẳn đi rồi cắt đi đó rồi bây giờ ta sẽ mở lên ta sẽ mở lên ta sẽ được cái logo nó xoay này một mặt đấy sang mặt thứ hai này đó chúng ta nhìn nó không bị lộ luôn à, tiếp theo này sang mặt đó, sang mặt thứ hai. Tiếp theo. Đó. Cứ như vậy thì các bạn hãy cắt à, sao cho nó chuẩn và chúng ta không được dịch chuyển cái này nhá. Dịch chuyển cái bên trên này là nó lệch ngay. Đó, và như vậy là chúng ta lưu cái video lại là xong. Chúng ta ghép bằng Kinemaster này nó rất là đơn giản. Ví dụ như này là xong này, bây giờ ta lưu lại. Rồi, đến đây mình cắt bỏ đi nha, Ví dụ như video mình chỉ đến đây thôi. Mình lấy đến đây thôi. Mình cắt bỏ đi. Đó, và ta lưu lại. Khi ta đã có cái logo nền xanh như này rồi thì chúng ta sẽ ghép lên bất kỳ một cái video nào đó và ta tách nền xanh đi là xong. Đó. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách nền xanh khi chúng ta ghép lên video nhé. Ghép video hoặc là ghép lên bức ảnh cũng được. Đó, đây là ta đã có rồi, một cái video nền xanh rồi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ tạo mới này. Chọn một cái tỷ lệ 169. Ví dụ như bây giờ mình sẽ ghép lên một cái một cái bức ảnh đi. Hoặc là một cái video đi. mình sẽ ghép lên một cái bức ảnh ở phần camera ví dụ cái này đó muốn ghép lên đây ta chỉ việc nhấn vào lớp này nhấn vào phương tiện này đây, nhấn phương tiện và tiếp theo ta chọn tới cái phần kinemaster đây chúng ta vừa tạo được một cái logo đây tiếp theo ta nhấn trực tiếp vào cái logo nền xanh này bây giờ ta sẽ kéo xuống các bạn sẽ nhìn thấy cái phần phím chroma ta nhấn vào đây bây giờ ta sẽ bật cái này lên bật lên đó là nền xanh đã được xóa tiếp theo ở đây nó có 28 và 50 bây giờ ta đẩy 28 này về bên 50 đẩy sang bên, bên 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 trái nhé đó và ta mở lên xem nếu như nền xanh chưa được xóa hẳn thì ta có thể xóa xóa tiếp cho nó sạch hơn bằng cách ta nhấn vào màu chủ đạo này đây nếu như các bạn để như này thì các bạn hơi khó xóa một chút nhá. Bây giờ chúng ta muốn xóa được thì ta nhấn vào cái hình tròn này này. đó và đây ta đẩy cái hình tròn trong tam giác sang bên trái một chút, để một chút thôi. đó nếu như nó hết rồi ta để lại. đó xong. đó logo đã xoay này rất là hay. nếu như cái bức ảnh của chúng ta dài thì chúng ta có thể à, à, ghép nó rất là hay. Đây. Logo nó đã xoay như này. Ta có thể ghép lên góc video. Hoặc là 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 một cái vị trí nào đó mà các bạn à, muốn. Đó, nó cứ xoay như vậy. Đó là có một cái logo thương hiệu nằm gọn trên cái video của chúng ta. Đó và đó chính là cách tạo cái logo nó xoay hai mặt và cách để chúng ta ghép lên video của chúng ta đó ta có thể thu nhỏ đặt lên góc này chẳng hạn đó và ta chỉnh sửa lưu lại ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn vào đây ta lưu lại nhấn lưu dưới dạng video đó rất là nhanh à, cái phiên bản kinemaster mình đang dùng nó không có logo bạn nào à, muốn cái phiên bản này liên hệ Bên Zalo mình không ta đã có một cái video đây chính là cái video đã tạo đây đó, logo đã xoay rất là hay đó và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chúc tất cả các bạn thành công nhé à, xin kính chào và hẹn gặp lại